Ở bên kia thì bầu thêm cho cô thêm một muối nha các bạn. Quá wow, trời cái muối đẹp. Tính qua tính lại hồi nó rối luôn à. Hai hộp cơm này là 4 ký. Có đây không? Có tới chưa? Hỏi anh chuyển thành công rồi đưa cho nó coi được rồi. Được bài 2 đâu mà. Dạ TikTok, Facebook, YouTube. Đủ hết. Chưa Sài Gòn nắng nóng lắm các bạn. Đó, các bạn ăn sầu riêng là phải ăn sầu riêng là phải ngon. Vậy các bạn nhìn thấy xem khui là đã ngon rồi. Màu cũng ngon. Cái muối ngon lành cành đào luôn. Đó. Nói chung các bạn ăn sầu riêng, các bạn chuyên nghiệp, các bạn chỉ nhìn thôi, các bạn cũng biết được là cái cơm sầu riêng nó ngon như thế nào rồi các bạn. Cái màu nó thể hiện hết trơn luôn các bạn. Ok không chị? Đó, chị gái mới thử luôn các bạn. Vậy là lên mạng rồi đó. Đó, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Đó các bạn. Phải ngon, thơm, ngọt, béo. Nè, cái này ở trên loại 130 nè. Ở bên kia thì bù thêm cho cô thêm một muối nha các bạn. Quá trời cái muối đẹp. Đẹp. Quá trời, tuyệt vời các bạn. Con số 4. 607. Hay làm thêm trái loại 1 trên đi anh. Thấy em ra bằng mềm nữa đi. Ừ. Xịn luôn á. Nó đỉnh luôn á. Anh trai mua 2 trái với 1 hộp cơm. Tuyệt vời các bạn. Địa chỉ vừa sự kiện Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Này. Cô lấy ở trên một trái. Cái
do sầu riêng nhiều và có khách nên mình không có vào trong được nha các bạn. Chút xíu thí dụ mình lẻn vào được thì mình vào nha các bạn thông cảm nha, mình không có cận cảnh được á. Nè đó, hàng ở trên là dày nè các bạn. Trái cây nó có nhiều loại, loại càng cao thì nó càng mắc chút xíu nhưng mà nó ngon hơn, có nhiều muối hơn. Dạ. Dạ. Ở này các bạn. Đã lắm các bạn. Ở đây các bạn mua tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được nha các bạn. Miễn sao trả tiền là được. Đông vui. Thiệt quá. Quá ghiền luôn. Ở cô mới làm một mối luôn các bạn. À, còn đây là đường Trường Chinh mình nha các bạn. Không quen hả cô? Ngon. Quá đẹp. Hồi nãy giờ là cô lên rồi đó. Vàng đẹp các bạn. Rất là thơm các bạn. Đó.